Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Và trước màn hình anh em là một siêu phẩm đến từ thương hiệu Marantz. Đó chính là model rất hiếm gặp ở trên thị trường, model HD550. Đây là cặp loa được lắp ráp và sản xuất tại Mỹ. Cặp loa sở hữu 3 đường tiếng, một chép đôm, đấy, chép đôm rất là to, một chung bằng giấy gân xếp vải và một bát 20, rốn của nó là rốn lõm để lỗ thông hơi. Và trên này gồm có hai tinh chỉnh chung và chép. Ở bên này cũng vậy, ở trên có hai tinh chỉnh, sử dụng một chép đôm, một chung bằng giấy, gân vải xếp và một bát 20 gân mút. Và nó rất thích hợp chúng ta nghe những bản nhạc bolero, những bản nhạc vàng, thể hiện cực kỳ xuất sắc luôn. Nhất là cái phần trung âm, giải trên của nó nghe rất là mềm, ngọt, và cái phần giải dưới của nó nghe rất là đầm và sâu. Đó là đặc trưng của dòng HD550, tiếng bát của nó rất là dày, đánh rất là uy lực, chất âm của rất là hay, đậm chất Mỹ và nó pha trộn chất âm mềm mại của hãng Marantz. Chúng ta nhìn cặp loa rất là chất đúng không ạ? Cặp loa HD550 của hãng Marantz này nó có chiều cao là 57,5 cm. Chiều cao của cặp loa này rất ấn tượng, 32,5 cm. Và chiều sâu nếu mà tính đến mặt e căng là 27 cm. Cặp loa này thì đầy đủ e căng. Chúng ta nhìn này, căng viền bằng nhựa và các khung xương thì bằng kim loại. Đấy, căng hơi vắt vát chéo chéo này, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, Việt Vinh quay góc độ này anh em nhìn thấy. Đây cũng vậy, cái căng của nó rất độc đáo. Rồi, bây giờ anh em xem qua cái phần mặt sau anh em nhé. Về thùng vách cặp này rất là đẹp, vuông thành sắc cạnh. Cặp loa nhìn quá là đẹp luôn đúng không ạ? Thiết kế rất độc đáo. Đây là cái phần mặt sau. Đây, nó sử dụng rắc mỏ chim anh em nhé. Thương hiệu Marantz. Đấy, được sản xuất và lắp ráp tại Mỹ. Mọi thông số nằm ở dưới này anh em ạ. Trở kháng 8 ohm. Đáp ứng tần số từ 40 đến 20.000 Hz. Ở bên này cũng vậy. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và anh em nào yêu thích cặp loa này liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Mưa vẫn hay mưa cho đời biển đồng.